Má Tinh Linh trở lại phần 2 nè, có ai ở ngoài đó chưa? Hello. Có ai ở ngoài đó không? Ồ, có rồi hả? Ok, Nguyễn Thanh Tịnh, Hoa Bất Tử. Cảm ơn mọi người đã trở lại với cô Mã. Có nhiều mặt cười kìa. Mã Phùng, Đỗ Phi. Chào em. Hai Ngọc Anh. Bim phê sữa hả? Hello. Mọi người trở lại nhanh quá, vui quá. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tại vì cả tuần rồi đúng không? Cả tuần rồi mình không có đọc bài và không có chia sẻ, nên ngày hôm nay mình đọc bài nhiều chút ha. Mọi người khoan có ngủ sớm, ở lại chơi với cô Mã nha. Có nhiều bài để đọc cho mọi người nghe lắm á. Hai Nhi, hai Tường Đăng, Ngọc Phú hai 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 lần luôn á. Ok, ngày hôm nay cái livestream thứ hai mà muốn chia sẻ với các anh chị em là về thảm kịch của Vũng Áng đợt 2. Cái bài này Mã nghĩ là mọi người cũng nên cần biết, tại bài này rất là quan trọng. Mà đọc nha. Thảm họa môi trường do Formosa xả xấp chất độc trực tiếp ra biển từ tháng 4 năm 2016 gây thiệt hại lớn. Đức Phương hỏi bạn là người phản quốc hả? Đức Phương cứ vào nghe livestream của Mã đi để coi thử Mã phản quốc hay là Đức Phương là người phụ những cho nhà cầm quyền bán nước nha. Đức Phương cứ từ từ ngồi đó thưởng thức đi ha. Gây thiệt hại lớn lao cho ngư dân bốn tỉnh miền Trung cho đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Dù nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thông báo đã nhận tiền 250 triệu Mỹ Kim, không có đâu là đền bù đợt một từ thủ phạm, nhưng mà tổng cộng là đã nhận 500 triệu Mỹ Kim. Mọi sự được coi như xí xóa và đó chỉ là một sự cố nho nhỏ về môi trường theo cách nói của những viên chức chính quyền của Cộng sản. Trong lúc đời sống ngư dân đang tiếp tục điêu đứng thì vào sáng ngày 18 tháng 2 năm 2017 vừa qua, dư luận lại một lần nữa xôn xao với nguồn tin về hiện tượng một dải nước màu đỏ đục đã xuất hiện tại khu vực cảng Sơn Dương thuộc tỉnh công ty chi nhánh hữu hạn gang thép Hưng Hiệp Formosa Hà Tĩnh. Đồng thời trên mạng xã hội xuất hiện một video clip cho thấy một dòng nước màu đỏ chảy ra từ một miệng cống xuống biển, minh họa cho một thảm kịch trong những ngày sắp tới khiến ai cũng băn khoăn. Với những gì đang xảy ra, cũng chưa cần đi sâu vào vụ vệt đỏ có hại hay là tạo ra ô nhiễm hay không, vì đó là kết luận cần có của những nhà khoa học và các cơ quan nghiên cứu. Nhưng điều mà người ta thấy trước tiên là phản ứng của chính quyền Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên Môi trường, tất cả đều im lặng hay lờ đi. Hay chối phăng là không có gì, giống như một thái độ với thảm kịch Vũng Áng xảy ra cách đây gần một năm. Dù nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có kỷ luật hai ông Võ Kim Cự và Hồ Anh Tuấn ở mức cao nhất đi chăng nữa, cũng sẽ không làm cho nhân tâm ổn định vì vấn đề ô nhiễm vẫn chưa đó, chưa đẩy tội tẩy xóa được và nhất là chưa xử tội những cán bộ cao cấp gồm Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải đã chính thức ký cho phép Formosa vào đầu tư chứ không phải là ông Võ Kim Cự hay một ai khác. Chẳng ai cảm thấy yên tâm khi một lãnh đạo nào đó có ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh chưa chi đã vội vàng nói hiện tượng vệt nước đỏ xuất hiện ngày 17 tháng 2 tại cảng Sơn Dương và Vũng Áng không có gì nguy hiểm và hải sản tại khu vực đó vẫn phát triển bình thường, theo báo Lao động. Hoặc ngày 21 tháng 2, một cán bộ trong tổ công tác giám sát Formosa thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luận rằng vệt nước màu đỏ có dấu hiệu nguồn nước bị ô nhiễm hữu cơ. Đây chỉ là điều võ đoán vì không thông thường, ô nhiễm hữu cơ là ô nhiễm có nguồn gốc từ sinh hoạt trong dân và không có màu của vệt đỏ. Xem ra lần này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dứt khoát bỏ quên hai nguồn gốc, tảo đỏ và thủy triều đỏ như đã từng biện giải pháp của lần trước. Người ta còn nhớ, vào đầu tháng 7 năm 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc,
lúc đó đã hùng hổ tuyên bố rằng nếu sự cố vũng áng xảy ra lần thứ hai thì sẽ đóng cửa nhà máy Formosa ngay. Bây giờ, đây là cơ hội người dân Việt đòi quyền ông Nguyễn Xuân Phúc phải thực hiện lời hứa của mình. Thứ nhất, cho thành lập Ủy ban độc lập điều tra ngay vụ xảy ra dòng nước đỏ. Ủy ban này phải bao gồm những nhà khoa học, những cơ quan, viện nghiên cứu nằm ngoài kiểm soát của chính phủ cũng như của Đảng Cộng sản. Việc mời các chuyên gia về môi trường biển nước ngoài tham gia đến nghiên cứu, phân tích các mẫu nước đỏ cũng là điều kiện không thể thiếu để đi đến một kết luận thống nhất với chuyên gia trong nước. Trong lần trước đây, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thẳng thừng từ chối điều này vì tự cho rằng mình có đủ khả năng làm. Cuối cùng, những kết luận điều tra đưa ra lạc quan, đồng điệu, không khác những tiếng nói lấp liếm của các viên chức cao cấp trong chính phủ. Lần này, nếu là một chính phủ có trách nhiệm, ông Phúc không thể lặp lại những gì mà người dân đánh giá là sự gian dối, như bày tỏ cùng nhau tắm biển, ăn cua ăn cá, tuyên bố quảng xiên. Thứ hai, phải để cho những các cơ quan truyền thông trong nước được quyền tự do thông tin cho người dân biết sự vận hành của Formosa ra sao, vì đây là lần thứ hai xảy ra vụ việc đó trong vùng biển Vũng Áng. Không có tự do thông tin, Formosa trở thành một thứ tô giới mà việc kinh doanh của nó bất chấp những hiểm họa không lường trút lên đầu của người dân Việt. Đây là một hành động có tính cách thử thách đối với một chính quyền lâu nay, thường rao truyền là có tự do báo chí hàng triệu lần. Nhưng những ngòi bút ký giả phóng viên kể ra, kể cả sinh mạng chính trị của họ, lại đặt dưới quyền sinh sát của cơ quan tuyên giáo đảng. Được biết, khu kinh tế Vũng Áng là một dự án công nghệ với đầu tư ban đầu là trên 9 tỷ Mỹ Kim, và dự trù tăng lên đến 29 tỷ. Vũng Áng được coi là dự án đầu tư lớn nhất từ trước tới nay. Nằm trong giấc mơ công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế, sẽ mang lại nhiều hy vọng cất cánh cho chế độ Hà Nội. Cũng chính vì thế mà chủ đầu tư Formosa được hưởng thật nhiều ưu đãi từ việc thuê mướn đất đai đến chính sách thuế khóa. Nhưng sau mấy năm đầu tư đợt 1, Vũng Áng đã trở thành ác mộng cho Hà Nội với thảm họa môi trường do nhà máy Formosa gây ra mà không biết bao giờ mới thật sự được khắc phục. Do muốn che giấu, bảo vệ Formosa bằng chứng quá rõ ràng, chế độ lúng túng và bất lực trong phương án giải quyết làm bùng nổ các hoạt động, các loạt cuộc chống đối của người dân. Cuộc đi bộ khiến kiện Formosa của giáo dân Song Ngọc vào ngày 14 tháng 2 vừa qua là cuộc khiếu kiện lần thứ hai, nhưng cũng bị công an quyết liệt ngăn chặn và đàn áp thẳng tay. Chắc chắn đòi hỏi của ngư dân sẽ không dừng lại ở đây một khi quyền lợi thiết thân và sự sinh tồn của con cháu của họ còn bị Formosa đe dọa hàng ngày. Và để khỏa lấp trách nhiệm của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng vừa mới đưa ra một bản thông cáo hôm ngày 22 tháng 2 quy trách nhiệm tập thể một số cán bộ trong Bộ Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn 28, 2008 và 2016, và Ban Cán sự Đảng ủy Hà Tĩnh trong hai nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016, đã để xảy ra thảm kịch Formosa. Trong những cán bộ bị khiển trách này, ông Võ Kim Cự, nguyên Phó Bí thư Hà Tĩnh, và ông Hồ Anh Tuấn, nguyên trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng, trở thành hai con dê tế thần, sẽ bị thi hành kỷ luật trong thời gian tới. Tuy nhiên, dù nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có kỷ luật hai ông Võ Kim Cự và Hồ Anh Tuấn ở mức cao nhất đi chăng nữa, cũng sẽ không làm cho dân tâm ổn định vì vấn đề ô nhiễm vẫn còn đó chưa được tẩy xóa, và nhất là chưa xử tội những cán bộ cao cấp gồm Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải đã chính thức ký cho phép Formosa đầu tư chứ không phải là ông Võ Kim Cự hay là một ai khác. Vì thế, Formosa đang là trái bom nổ chậm, Đảng Cộng sản Việt Nam đang ôm mà không cách nào buông ra được trong thời gian trước mắt. Đó là những cái thực sự đang xảy ra ở bên Việt Nam. Các anh chị em không có cần nghĩ rằng là ô tại sao bỏ qua bên này cho nó mất chói. Tại sao cô Mã lại dừng chuyện lên để nói? Tại tất cả những cái chuyện này là xảy ra trong nước hiện tại đang bị giống như vậy. Chứ không có phải là ai nói hết. Đây là những cái bài viết của người dân ở trong nước đưa ra. Các chị em cứ tự nhiên đi tham khảo, nếu như mà không tin thì cứ về thử chỗ Kỳ Anh, về Formosa đó, ngoài ở Đồng Nai,
cũng có ở Formosa đang làm ra đó nữa. Formosa không còn ở nằm ở Quảng Bình mà sẽ có Formosa thứ hai, sẽ có nhà máy cà ná thép thứ ba, rồi thì đất nước của mình sẽ đi về đâu là sự quyết định của các anh chị em ở trong nước. Cái bài này không biết là của tác giả Châu Phú viết bài Bãi đảo trong biển đảo trong tôi rất là hay, mà muốn đọc cái bài này cho các anh chị em nghe nha. Thương yêu lắm cảnh biển rừng đất nước, gió ngạt ngào hương vị mặn trùng dương, chim kêu chiều như gợi nhớ niềm thương, đau thắt ruột nhớ mẹ già tóc bạc. Chiều hải hành buông neo hoàng sa đảo, uống ngụm suối trong nhớ giếng nước làng xưa, thương cô láng giềng sớm nắng chiều mưa, vẫn hy vọng chờ mùa xuân trở lại. Hương biển mặn đậm đà tình chiến hữu, chia nhau từng con cá đọt gâu rừng, chung bình nước san sẻ chén cơm lưng, cùng gắn bó một tình yêu biển đảo. Biển mãi xanh như mối tình chung thủy, đợi chờ người đang dựng lại mùa xuân. Gió biển reo vui hòa nhịp bước hành quân, chim én liện chào mừng anh lính thủy. Có những đêm sương mờ trên đảo vắng, nhóm ngọn lửa hồng sưởi ấm bên nhau, kể chuyện thì thầm những mơ ước mai sau, tàn chinh chiến mời bạn thăm quê cũ. Biển êm đềm như tấm lòng của mẹ, chở che đàn con trên những chuyến hải hành. Dòng suối nào lượn chảy trên đảo xanh, như dòng sữa mẹ nuôi đàn con khôn lớn. Nhưng giờ đây biển đảo cũng hấp hối, đồng bào ơi sao cam chịu đọa đày, hãy cùng nhau đứng dậy quyết ra tay, đánh đuổi lũ xâm lăng quân bán nước. Đó là bài thơ của Châu Phú viết vào ngày 21 tháng 2 năm 2017, mà chia sẻ đến với các anh chị em. Bài thơ phải nói là rất là hay, cũng là một cái lời kêu gọi chúng ta cần thức tỉnh. Người dân sống ở trong nước, chúng ta cần phải nhìn thấy được là cái gì nên làm và cái gì không có nên làm. Không có phải là chỉ có mình lên ở trên Facebook mình mới thấy được những cái thông tin đó, nhưng mà xung quanh, thưa các anh chị em, xung quanh chúng ta, cuộc sống mỗi ngày của chúng ta, mình vẫn cảm nhận được, mình vẫn thấy được là cái sự sống và sự chết nó nằm ở trên đầu sợi tóc rồi, nó rất là gần. Nếu ngày hôm nay không những là chúng ta chết mà con cháu những cái thế hệ sau của chúng ta làm sao mà sống, khi mà một cái đất nước mình nói mình sống, có người sống là cần gì? Đầu tiên có người mình sống là cần gì? Mình không có đồ ăn, một tuần 10 ngày mình vẫn sống được đúng không? Nhưng mà thật sự mình không có nước là mình chết liền. Mình mất nước là mình chết liền. Có người của mình như thế nào, mạnh khỏe như thế nào là mấy chục phần trăm ở trong đó là toàn là nước không à. Mình phải cần nước. Mà nước không sạch, cái nguồn nước không sạch thì chúng ta không thể nào mà sống được. Tại sao những người ăn chay họ vẫn sống mạnh, sống khỏe? Họ ăn cơm với muối không thôi, họ ăn cơm với trứng không thôi, ăn cơm với rau thôi, nhưng mà họ vẫn sống mạnh, sống khỏe. Những người gần như là không ăn cái gì hết, nằm yên một chỗ, chỉ vào nước biển thôi, nhưng mà họ vẫn sống mạnh, sống khỏe. Là tại vì họ có nước. Còn bây giờ cái nguồn nước là cái duy nhất của chúng ta mà đã bị độc như vậy rồi, bị nhiễm như vậy, thì làm sao đây? Con cháu đi học tới trường, mai sau ngày hôm nay, cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta, yes, thưa anh chị em, nó rất là nguy hiểm. Mình có thể chết được. Mình đã mang rất là nhiều cái căn bệnh ở trong người của mình rồi, tại mình đã ăn qua những cái đồ độc rất là nhiều. Mình, thí dụ mình 30 tuổi hay là mình 40 tuổi là đã có một cái quá trình mình ăn đồ độc bao nhiêu năm qua, từ người Trung Quốc đem qua, nhưng mà mình chưa có phát hiện. Mới đây nhất, gần đây nhất là mình phát hiện ra là mình ăn đồ của Trung Quốc, nhưng mà cái quá trình mình ăn đã có chục năm nay rồi, thưa các anh chị em. Nhưng mà còn con cháu của mình như thế nào? Một đứa bé mới chào đời ngày hôm qua, một đứa nhỏ 2 tuổi, 3 tuổi của ngày hôm nay, một đứa con gái 7 tuổi đang đi học ở trường, thì nó cũng đã ăn chất độc bao nhiêu năm đó rồi. Thì liệu chúng ta có sẵn sàng, có chịu nổi khi thấy con em của mình tiếp tục ăn cái đồ độc đó và tiếp tục uống cái chất độc hay không? Những con cá ở trong trường nói là phải cho con em ăn cá cho có tốt, cho có kiến thức này kia. Xin lỗi, phải kiến thức mà giống như là ăn cá rất là thông minh. Đó là những cái món ăn mà thường ngày mà mình không ăn thịt nhiều quá, mình nên ăn cá, nên ăn tôm cho có calcium, ăn đồ biển cho có những cái calcium.
Thì cuối cùng bây giờ những cái thứ đó không còn nữa thì con người của mình càng ngày nó sẽ bị cằn cỗi đi đúng không? Mình sẽ không còn thông minh nữa mà mình ngu dân trị rồi. Tại vì cái đất nước, cái xã hội này, cái chính thể này nó muốn người dân ngu để nó dễ trị. Và chúng ta là những người tiếp tay cho những cái hành động đó. Cho nên mình phải lên tiếng, mình muốn thay đổi thì mình phải lên tiếng. Mình không có lên tiếng thì nhà cầm quyền nghĩ rằng đó là cái chuyện bình thường. Giống như là hồi nãy mà có nói là một cái sự thách thức. Họ đang thách thức mình, coi thử ô họ làm như vậy. Cả Trung Quốc cũng đang thách thức nhà cầm quyền của mình luôn. Chúng tôi làm như vậy, chúng tôi thả chất độc như vậy, mà liệu nhà cầm quyền có dám nói gì hay không? Hay là tiền bịt miệng che hết rồi? 500 triệu đó. Số tiền đó không phải là nhỏ đâu, không phải là 500 triệu tiền Việt đâu mà 500 triệu đô. Rồi người dân của mình đã nhận được bao nhiêu đồng? Mà vấn đề ở đây không phải là tiền, tại tiền này ăn rồi thì sẽ hết thôi. Nhưng mà làm sao? Cuộc sống kế tiếp của chúng ta, những ngày kế tới, con cái, những thế hệ sau này của chúng mình, không lẽ sống ra không có cần phải bị mũi chích, Zika mũi chích mới là bị teo não. Có bộ não đó mà không sử dụng thì cũng giống như là không có não rồi. Ờ đúng rồi ha. Nói tới mũi thì bạn mới nhớ là hiện tại bây giờ ở bên Trung Quốc đang có dịch về gà. Gà bên Trung Quốc đang bị dịch rất là nặng. Và hy vọng rằng người dân của chúng ta hiểu được cái điều đó và không có nên ăn gà, tại vì Trung Quốc bị gà dịch nó sẽ đem qua bán ở Việt Nam của mình. Đó. Những cái bài về gà đâu rồi? Mà có rất là nhiều bài về gà. Trong cái điện thoại ở bên kia rồi. Đó, thì mà nghe nói là gà ở bên Trung Quốc nó đang bị dịch cúm cúm gà rất là nặng và chết cả mấy triệu con gà ở bên đó. Họ sẽ không có bán cho người dân ở bên đó, hoặc người dân bên đó biết sẽ không có ăn, nhưng mà nó sẽ đem về Việt Nam của mình. Thì thưa các anh chị em, cẩn thận, đừng có ăn gà. Gia súc của mình hồi xưa mà nhớ có một lần nhà cầm quyền ra một cái luật mới là bán gà ở ngoài chợ là không được bán gà, không cho bán gà sống mà phải bán gà chết đúng không? Có phải đây là cái cơ hội mà để cho Trung Quốc nó đem gà chết nó qua nó bán ngoài thị trường của mình hay không? Mà mình đâu có biết được là nó chết bao lâu và nó trúng độc như thế nào. Cho nên mã khuyên các anh chị em làm ơn, please, mã năn nỉ luôn, đừng có ăn gà nha. Có ăn chết rồi. Bây giờ tôm cá thịt cũng không được ăn, gà cũng không được ăn thì mã không biết là ăn cái gì nữa. Ai biết ăn cái gì thì chia sẻ nhỏ trên Facebook đi cho bên Việt Nam. Thôi uống nước dừa chưa có dừa, dừa chưa có bị dừa chưa có thể nào làm giả được đúng không? Trái trái dừa đó tại nó có bao bọc rất là nhiều ở ngoài cái vỏ của nó, mình có thể mình ăn dừa được. Còn những cái thứ thực phẩm khác thì thật sự bà không biết. Giờ chỉ có nước là mình lấy những cái thau nhỏ mình bỏ đất vào rồi mình tự trồng ở trong nhà của mình, có rau cải gì đó ăn, hay khổ qua rau dền cái gì đó mà các anh chị em có thể trồng được ở trong nhà, có thể đem lên trên sân thượng hay đem ngoài vườn trồng một chút xíu để mà ăn. Chứ giờ là mà không có tin bất cứ một món ăn nào ở bên Việt Nam hết. Nhìn nó đồ sộ, nhìn đất nước phát triển nhưng mà chỉ là cái vỏ thôi, chỉ là cái vỏ trống ở trong đó. Còn tất cả là người Trung Quốc cai trị hết. Xin thưa các anh chị em, ngày hôm nay cái bài đọc của mình là về vấn đề cái tình trạng của Formosa thì mọi người cũng biết rồi chứ không phải là không. Nhưng mà một số người vẫn không có đọc được tại nhiều cái link ở bên Việt Nam đã bị chặn, giống như những cái video của Mã nói và Mã chia sẻ trên YouTube cũng bị chặn rất là nhiều. Không hiểu là nhà cầm quyền Việt Nam tại sao lại có dư tiền để mà đi ngồi mướn một cái đám dư luận viên ngồi đó theo dõi trang Facebook của cô Mã, nói bài gì, đăng bài gì lên thì cũng bị chặn, bị khóa, hoặc là vô nói những cái ngôn từ rất là vô lễ mà không có để cái thời gian đó để đi tìm cái nguyên nhân tại sao cá chết, tại sao biển đỏ. Làm như thế nào để phát triển cái suy nghĩ của người dân hướng về một cái chính thể của mình? Tại sao nhà cầm quyền là có một cái quy chế như vậy, một cái nhóm như vậy mà lại đi sợ những người phụ nữ không ở trong nước? Tại sao lại sợ tiếng nói của chị Lisa Phạm? Tại sao lại sợ Trang Lê? Tại sao lại không thích Mã Tú Linh? Khi những gì Mã nói là thực tế, Mã không hề viết ra những cái bài báo này, mà đây là những cái bài báo ở trong nước viết. Tại sao lại như vậy? Tại vì cái tiếng nói thật đúng không?
Và các anh chị em, thưa các anh chị em, tại sao nhà cầm quyền ngày hôm nay nó vẫn tồn tại được? Tại nó chỉ có theo hai cái chủ thể của nó. Đó là nó có một cái nhóm đội cưỡng bức, đàn áp người dân. Và cái thứ hai mà nó tồn tại được tới ngày hôm nay, đó là cái tuyên truyền của nó. Đảng Cộng sản Việt Nam không có cái gì hay hết, mà nó chỉ có hai cái thôi mà nó tồn tại tới 40 năm nay. Đó là nó đàn áp và nó tuyên truyền. Đàn áp ở đây là gì? Nó có những cái quân đội được thành lập, được training, được huấn luyện để mà đàn áp người dân những khi cần thiết. Nó có những cái vũ khí và nó sử dụng luôn. Sau này khi đàn áp người dân Việt Nam, nó đưa người Trung Quốc, lính Trung Quốc qua để đàn áp người Việt của mình. Và cái điều thứ hai mà nó tồn tại đó là tuyên truyền. Nó làm chủ tất cả các nhà báo, các nguồn truyền thông, đài truyền hình. Và nó tuyên truyền mị dân những điều không thật, những điều rất là đẹp đẽ, không thật, để cho người dân nghĩ rằng đất nước rất là thanh bình. Phải tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là hai cái điểm chính. Và chúng ta hiểu được cái điều đó, chúng ta cần phải làm cái gì? Nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam dùng cái tuyên truyền để mà mị dân, thì chúng ta là những người công dân Việt, chúng ta cũng phải dùng lại cái tuyên truyền để mà thay đổi lại nó. Nó nói càng không thật, chúng ta càng phải nói lên sự thật. Nó nói một lần chuyện không thật, mình sẽ nói 10 lần chuyện có thật. Mình sẽ lặp đi lặp lại để cho nhiều người cùng nghe. Thí dụ như ngày hôm nay Mã đang làm livestream này, có một số anh chị em đã đi ngủ hay đi làm, hay giờ giấc nó không có phù hợp với nhau, chúng ta chưa có thể nào nghe được, thì chúng ta lại sẽ tiếp tục nói tiếp, ngày mai nói tiếp cùng một chủ đề, hoặc là Thùy Dương, hoặc là Thanh Luân, hoặc bất cứ một người nào, hay là các em nào đang nghe cái livestream này của Mã, các em có thể nói là những gì mà Mã đã nói qua, để cho những người bạn của chúng ta share nhau những cái thông tin này, để cho những người bạn khác cũng nghe được, cũng hiểu được. Mình dùng lại cái tuyên truyền của mình, mình dùng lại cái truyền thông của mình để mà mình truyền đạt cái sự thật. Thì hy vọng mọi người sẽ tới một ngày nào đó sẽ cùng chung cái suy nghĩ và có cùng chung một cái thông tin để chúng ta nhìn nhận cái vấn đề, đánh giá cái vấn đề nó khách quan. Và mình có những cái phương pháp, những cái biện án làm như thế nào để mình thay đổi cái không thật đó. Hai cái điểm chính, chúng ta không thể nào có những cái nguồn người, những cái nhóm, những cái vũ khí để mà mình đàn áp lại công an, mình không làm giống như vậy. Vì mình là những người dân rất là lương thiện, rất là hiền lành, mình không làm được cái điều đó. Nhưng mà mình có như cách như thế nào để cho mình làm sao để cho nó không thể nào đàn áp mình được, để cho nó không thể nào nó đánh mình được. Mình không có chủ động, mình không có tự động đem vũ khí ra ngoài để đi tới đồn công an, để tới ủy ban nhân dân đánh đập người này, bắt bớ người kia. Mình không làm như vậy. Nhưng mà mình phải có những cái biện pháp, những cái phương án để mình tự bảo vệ bản thân của mình khi những chuyện đó xảy ra cho chính bản thân của mình. Đó là cái livestream thứ hai mà chia sẻ với các anh chị em. Một lần nữa nhớ là không có được ăn gà. Gà đang rất là bị độc, không có nên ăn gà. Nhớ chưa mọi người, nhớ chưa? Bây giờ là 11:40 ở bên Việt Nam. Chắc một số anh chị em đã ngủ nhiều rồi, cũng khuya rồi, thôi mà để cho mọi người ngủ. Nếu như ngày mai thứ hai hả? Ngày mai thứ hai có thể mà cố gắng livestream sớm để cho mọi người nghe cho đầy đủ, cho đông đủ vào. Những mà sẽ lựa chọn những cái bài, những cái thông tin mới nhất để chia sẻ với cả nhà. Bây giờ mà cảm ơn cả nhà nhiều nha. Mọi người đi ngủ ha. Rồi cái gì mà nói chuyện sau ha. Cảm ơn các anh chị em đã ngồi nghe mà nói. Ngủ ngoan. Bye bye.